Rất vui khi được gặp các đồng chí và các bạn trong chuyên mục thanh niên. Trong chuyên mục hôm nay, kính mời các đồng chí và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những hoạt động nổi bật của tuổi trẻ tỉnh nhà trong 2 tuần vừa qua với tiểu mục Điểm tin thanh niên. Cùng tìm hiểu về hướng đi mới trong khởi nghiệp kinh doanh dành cho giới trẻ với tiểu mục Nhịp sống trẻ. Và phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin về cuộc thi Tri ân người thầy do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động. Hướng tới chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn, mùng 7 tháng 4 năm 1907, mùng 7 tháng 4 năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức lễ phát động cuộc thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân toàn tỉnh. Tham gia cuộc thi, các thí sinh sẽ cùng tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn qua 5 câu hỏi tự luận và sẽ có cơ hội nhận được một giải nhất trị giá 2 triệu đồng, 3 giải nhì mỗi giải trị giá 1,5 triệu đồng, 6 giải ba mỗi giải trị giá 1 triệu đồng và 20 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 500.000 đồng. Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn và Bưu điện tỉnh phối hợp tổ chức lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 cho các em học sinh từ 10 đến 15 tuổi. Với chủ đề Hãy tưởng tượng bạn là cổ phần cho Tổng thư ký mới của Liên Hiệp Quốc, vấn đề toàn cầu nào bạn sẽ giúp ông ấy xử lý trước tiên và cách giải quyết vấn đề đó như thế nào sẽ là cơ hội để các em thể hiện suy nghĩ, sự quan tâm và cách giải quyết của mình trước những vấn đề còn tồn tại trong cuộc sống. Nhằm tăng cường tình đoàn kết trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và hai tỉnh Savannakhet, Salavan nói chung, giữa Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị với Trường Cao đẳng Sư phạm Savannakhet và Trường Cao đẳng Sư phạm Salavan nói riêng, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị đã phối hợp tổ chức hoạt động gặp mặt lưu học sinh Lào đang học tập tại trường nhân kỷ niệm lần thứ 41 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong chương trình, các đại biểu đã gửi những bông hoa tươi thắm, những món quà ý nghĩa cùng lời chúc tốt đẹp đến các lưu học sinh Lào đang theo học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, qua đó thể hiện tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam, Lào. Các đồng chí và các bạn thân mến, cùng với sự phát triển của nền kinh tế hiện đại, không ít bạn trẻ đã gặp phải khó khăn trong quá trình tìm kiếm cho mình con đường lập thân, lập nghiệp, vươn lên khẳng định bản thân. Trước những khó khăn đó, nhiều người trẻ đã thành công khi biết khai thác và sử dụng hiệu quả Internet để khởi nghiệp với hướng đi mới thông qua thương mại điện tử. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về cách thức kinh doanh này trong phóng sự sau đây. Hai mươi tám tuổi, Võ Thị Yến từng nhiều lần trăn trở tìm kiếm cho mình con đường riêng để vươn lên lập thân lập nghiệp, làm giàu cho bản thân. Nhưng dường như cái duyên với nghề vẫn còn bỏ ngỏ với cô gái trẻ nhiều hoài bão này. Để rồi trong một lần được bạn bè giới thiệu về cách thức bán hàng qua mạng xã hội Facebook, cô đã quyết tâm thử sức để tìm ra hướng đi mới mang lại nguồn thu và lợi nhuận khá cao. Cũng như Võ Thị Yến, nhiều bạn trẻ tại Quảng Trị đã gặt hái được thành công với thương mại điện tử. Cách thức tiến hành các hoạt động thương mại thông qua các phương tiện điện tử có kết nối Internet, mạng viễn thông hoặc di động đã và đang ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là trong giới trẻ. Trước nhu cầu bức thiết của các bạn trẻ về khởi nghiệp kinh doanh từ lĩnh vực này, Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với Sở Công Thương và Trung tâm Phát triển Thương mại Điện tử Bộ Công Thương tổ chức diễn đàn thanh niên khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử năm 2016. Tại diễn đàn, hơn 70 đoàn viên thanh niên đã được các chuyên gia có kinh nghiệm giới thiệu về xu hướng ứng dụng thương mại điện tử trong thời đại mới, xu hướng kinh doanh của giới trẻ trên mạng xã hội ngày nay và cách thức bán hàng, marketing, sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram, cùng các mô hình kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử phù hợp với điều kiện thực tế dành cho giới trẻ Quảng Trị. Thì thông qua cái chương trình hội thảo này sẽ là ươm mầm và làm thúc đẩy và là
khơi dậy những cái sáng tạo để cho chúng ta có thể phát triển những cái ý tưởng đó thành công hơn. Còn đối với những người đã từng bán hàng online, tuy là mới chỉ có là một hình thức là sơ khai, thì từ những cái kiến thức mà hội nghị trang bị, hội thảo này trang bị cho các bạn, thì từ đó các bạn có thể là ứng dụng được nhiều kiến thức mà trong cái buổi hội thảo này hơn vào trong cái hình thức quảng cáo hoặc là marketing về cái trang bán của mình, để từ đó là đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng nhiều hơn. Cá nhân thì mới bước đầu chập chững tìm hiểu và bắt đầu tham gia kinh doanh online, thì được biết hình thức kinh doanh này đang rất phát triển trên thế giới nói chung và thị trường Việt Nam và Quảng Trị nói riêng. Thì rất may mắn hôm nay được về dự buổi hội thảo này, thì cá nhân tôi đã được rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân, và trong quá trình tham gia buổi hội thảo này thì tôi sẽ cố gắng tiếp thu hết tất cả các cái kiến thức mà các diễn giả đã truyền cho cá nhân tôi. Sau đó nếu có điều kiện tốt thì tôi sẽ về chia sẻ lại cho các anh em, các đồng chí đoàn viên thanh niên tại địa phương. Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên cũng đã được tư vấn và đối thoại trực tiếp với các chuyên gia của Trung tâm Phát triển Thương mại Điện tử về các vấn đề liên quan. Hiện nay, cuộc cách mạng công nghệ thông tin đang thống lĩnh xu hướng phát triển kinh tế hiện đại, trong đó lĩnh vực thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ. Xu hướng đầu tư phát triển kinh tế và khởi nghiệp trên Internet, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, đã và đang là một cách thức kinh doanh trực tuyến phổ biến. Cái mục tiêu chính chốt lại mà chúng tôi mong muốn cùng với cả các bạn giới trẻ Quảng Trị, đấy là một là chúng tôi mong muốn các bạn ấy phải nắm chắc lại được cái xu hướng về khởi nghiệp và phát triển cái môi trường kinh doanh online trong thời gian tới. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng mong muốn là các bạn ấy giải quyết được một cái câu hỏi cơ bản ở trong kinh doanh, đây làm cách nào để tôi bán được hàng, làm cách nào để tôi đưa được cái sản phẩm từ cái ý tưởng kinh doanh của tôi đến tận tay được người tiêu dùng cuối cùng. Đồng hành hỗ trợ thanh niên lập thân lập nghiệp, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tiến hành nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ thanh niên trong quá trình khởi nghiệp. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, trong đó tập trung vào ba cái nhóm đối tượng chính. Thứ nhất là hỗ trợ các cái ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của các bạn sinh viên của các trường cao đẳng đại học trên địa bàn tỉnh. Thứ hai là hỗ trợ các cái đề dự án, các cái đề án trong lĩnh vực công nghệ cao trong nông nghiệp đối với thanh niên nông thôn có nhu cầu khởi nghiệp, và thứ ba là hỗ trợ về quản trị doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và tiên phong hội nhập đối với doanh nhân trẻ, chủ các cái doanh nghiệp, chủ các cái cơ sở sản xuất kinh doanh trong độ tuổi thanh niên mới đăng ký kinh doanh. Thông qua diễn đàn, các đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Trị đã được tiếp cận lĩnh vực thương mại điện tử, nắm bắt được tổng quan xu hướng ứng dụng thương mại điện tử trong nước và thế giới, để từ đó vạch ra cho mình hướng đi cũng như ý tưởng khởi nghiệp có hiệu quả theo kịp xu hướng hiện nay, từ đó vươn lên làm giàu cho bản thân, cho gia đình, cho quê hương. Thưa các đồng chí và các bạn, trong cuộc sống chúng ta có thể học hỏi những điều bổ ích từ rất nhiều người. Đó có thể là những thầy giáo, cô giáo ươm cho ta những hạt mầm tri thức, là những người bạn đã cùng ta sẻ chia vui buồn, là người thân luôn bên ta trên mỗi bước đường đời. Để tri ân những người thầy ấy, vừa qua Trung ương đoàn đã chính thức phát động cuộc thi tri ân người thầy dành cho giáo viên, giảng viên, cán bộ học sinh, sinh viên đang công tác, học tập trong các cơ sở giáo dục trên cả nước. Đây là cuộc thi viết về những tấm gương, kỷ niệm, những bài học, câu chuyện cảm động, ấn tượng về người thầy giáo, cô giáo, những đồng nghiệp, người bạn, người thân có thật đã để lại bài học sâu sắc, khó quên cho tác giả học hỏi nói theo. Tác giả tham gia cuộc thi có thể gửi bài thi dưới hình thức văn xuôi hoặc thu âm câu chuyện với nhiều chủ đề khác nhau, không chỉ dừng lại ở các thầy giáo, cô giáo mà còn là những đồng nghiệp, người bạn, người thân, để thấy rằng mỗi người xung quanh đều có thể là một người thầy của chúng ta, đem lại cho chúng ta những bài học sâu sắc. Thời hạn nhận bài dự thi đến hết ngày 30 tháng 3 năm 2017. Tại vòng sơ khảo, các tác phẩm dự thi sẽ được bình chọn trên website cuộc thi www.triânnguythầy.vn từ ngày 15 tháng 12 năm 2016 đến ngày 16 tháng 4 năm 2017. Hàng tháng, ban tổ chức sẽ trao giải cho 3 tác phẩm do ban giám khảo chấm và 1 tác phẩm được bình chọn nhiều nhất.
Sau đó, ban tổ chức sẽ chọn ra từ 20 đến 25 tác phẩm có nội dung, hình thức thể hiện tốt nhất vào vòng chung khảo, trong đó có 16 tác phẩm trao giải trong các tháng diễn ra cuộc thi. Tại vòng chung khảo, các tác phẩm sẽ được bình chọn trực tuyến từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2017. Tác phẩm đạt giải nhất sẽ nhận được phần thưởng trị giá 20 triệu đồng, giải nhì nhận được 10 triệu đồng, giải ba, ba giải nhận được 5 triệu đồng cùng bằng khen của Trung ương đoàn. Chuyên mục Thanh niên Quảng Trị hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.